3 tháng anh kiếm được hơn 14.000 thì cái tỷ lệ lợi nhuận của anh là như thế nào? Ok, câu hỏi này hình như mình gặp rất là nhiều bạn hỏi. Trao thưởng học bổng cho tháng Mai, nên là mọi người thử dự đoán xem là con số là bao nhiêu. Thì mọi người cứ comment cái con số mà mọi người dự đoán đi. Nếu mà ai là cái con số dự đoán chính gần đúng nhất cái ngày hồi trong cái con số dự đoán bây giờ sẽ được tặng cái cạc 200.000. Bây giờ anh tháng Mai có thể mở mic lên và chia sẻ với cả nhà về con số của mình sau 3 tháng 2 ngày là bao nhiêu hay không, và mọi người cùng giao lưu chia sẻ với anh tháng Mai, cũng như là ai có muốn phỏng vấn hay gì đó thì phỏng vấn. Xin chào, hello. Xin chào Hương và xin chào tất cả các anh em trong khóa học sinh người đây ngày hôm nay. Buổi tối rất là tuyệt vời. Nãy đến giờ thì nghe Hương chia sẻ rất là nhiều điều. Không biết mọi người có nói xuống không, nhưng mà Thắng nói rất là nhiều đó. Thì đầu tiên trước khi cái phần chia sẻ thì Thắng xin muốn gửi đi một cái lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cô giáo của lớp 90 Đại Úc, người sáng lập ra và đồng hành cùng Thắng và team mình cũng như tất cả các anh em trong đây trong 90 ngày vừa qua. Thì rất là cảm ơn Thắng đã tạo ra một cái khóa học như vậy. Vừa rồi thì Thắng cũng kết thúc 90 ngày, cái đây 2 ngày là kết thúc khóa học. Và mọi người bây giờ chắc là đang chờ đón một cái con số. Ok. Ok, thì trong khóa học 3 tháng vừa rồi thì cái con số Thắng đạt được tính tới trong vòng 3 tháng đó là 14.126 đô. 14.126. 126. 126 đô. Ok, tuyệt vời. Mọi người cho anh Thắng một tràng vỗ tay hoặc là viết xuống chúc mừng anh Thắng gì đó đi. 4.126 đô trong vòng 3 tháng từ khi mà bắt đầu từ con số 0, có nghĩa là từ lúc mà anh Thắng bắt đầu mới hoàn toàn là một người mới hoàn toàn, đúng không anh Thắng? Mới hoàn toàn không? Hay là biết sơ sơ? Rồi, mình cũng xin chia sẻ trước khi tham gia vào cái lĩnh vực update với team và update ban này thì vào cái những cái ngày mà cuối tháng 3 thì Thắng xin nghỉ ở một công ty nước ngoài, một tập đoàn nước ngoài. Thì sau cái khoảng thời gian đó về mình cũng có một số dự án để làm, nhưng mà cảm thấy mình nghỉ rồi mình quá rảnh rỗi, và cũng lúc trước cũng là tìm hiểu sơ về cái Affiliate, thấy nó rất là hay. Và tự nhiên mình nghỉ rồi mình chợt nhớ tới mình có biết một số người mình có thể theo đuổi học hỏi được. Thế là một cái buổi chiều hôm đó mình nhắn tin liền cho bạn cho tôi Thường hỏi về khóa học ngày này, và Hường có nhắc là mình nên xem video của Hường, và sau đó thì Thắng cũng lên xem, và cái ngày hôm sau thì trực tiếp nhắn tin cho Hường và hai anh em trao đổi. Thế là bắt đầu vô lớp học trong tháng 4 luôn. Đấy, thế là cái cơ duyên mình tới với cái lớp học 90 của Hường. Và cái thời gian trải qua 90 ngày học vừa qua thật là một thời gian rất là tuyệt vời. Mình học được rất là nhiều kiến thức. Nói chung là mình học và trải nghiệm được rất là nhiều thứ mà mình, và có những cái kết quả mình cũng không ngờ mình đạt được cho tới ngày hôm nay. Đấy. Ok. Ok hả? Tuần này, tháng này thì doanh số như thế nào anh Thắng? Tháng này thì Thắng đặt target trong tháng 6 là 6.000, nhưng mà tháng này thì mình đạt, nói chung là còn vài đô nữa đủ 7.000 đô. Vậy luôn hả? Tuyệt vời quá. Vậy tuần này thì sao? Sao Hường á? Tuần này thì doanh số tốt không anh? Tuần trước một ngày bây giờ tầm khoảng 200 mấy tới 300 mấy. Thật ra trong 3 tháng trước thì mình chưa có gì hết, chưa có những cái kiến thức về affiliate marketing. Nhưng mà sau 3 tháng thì mình có thể làm được như vậy. Thì thật ra là đối với trong lĩnh vực clickbank này thì không phải là cao, cũng có rất nhiều cầu thủ làm tốt hơn, nhưng mà với cái thành tích như vậy thì mình tin tất cả các bạn ở đây ai cũng có thể làm được điều đó.
chỉ là ở chính mình nỗ lực làm sao để đạt những kết quả như vậy thôi, còn luôn đặt ra những cái target cho riêng mình để hoàn thành nó. Đấy là những cái tôi muốn chia sẻ trong cái buổi ngày hôm nay. Ok, cảm ơn anh Thôi Thắng. Hôm nay thì anh Thắng sẽ nhận được học bổng cũng như là hơi cảm giác như là có rất là nhiều anh chị em sau học 3 tháng rồi mình cảm giác tiếc nuối tại sao mình không có gắng thêm chút xíu nữa để mình nhận học bổng. Bởi vì điều kiện nhận học bổng nó đơn giản mà. Ông Thắng ông đạt được tới 14.000 mấy thì tức là tới hơn gấp 4 lần cái target đặt ra để mình nhận được học bổng đấy. Với nhân tiện Thắng cũng có một chia sẻ, tại vì trong các học này mình sẽ học ra qua rất nhiều cái video. Thì mọi người những cái video đó mọi người nên học kỹ hơn. Tại vì riêng Thắng á, thì trong những cái video mà chứ không phải là cái lớp coaching trực tiếp được luôn nha, thì trong những video đó mình nên học từ từ thôi, note lại những cái phần quan trọng. Như Thắng thì Thắng note thêm cái file Excel, file PowerPoint. Thì trong quá trình học 90 ngày thì cái file PowerPoint tầm mấy trăm trang rồi đó. Trong cái khóa học này thì những cái video ở trên trong lớp học thì mọi người nên xem kỹ một chút. Riêng Thắng thì Thắng list lại, ví dụ những cái video mình xem qua mình click lại cho nó trên một cái file PowerPoint. Thì kết thúc một quá trình học thì tính bây giờ mình note lại cũng tầm vài trăm trang PowerPoint rồi đó. Thì cái việc note lại này thì rất là hay. Khi mọi người làm thì nhiều khi sẽ quên một phần nào đó, nhưng mà có cái file này mọi người chú ý tới cái điểm chú ý nào mình quay lại cái đó thì mình xem thì nó rất là nhanh hơn. Ngoài ra thì trong quá trình học thì Thắng đã thực hành liền luôn. Khi mà làm vừa học vừa làm liền, sau đó mình rút ra được những cái trải nghiệm cho riêng mình, từ đó là mình sẽ biết được những cái kiến thức nào là cần và mình cần làm cái gì. Thì đó là sau này khi mình đúc kết lại đó là cái kiến thức cho riêng mình. Ok, và trong quá trình học mình nên hốt hết những cái kiến thức mà thường chia sẻ để mọi người về chiến tốt hơn đấy. Còn trong 3 tháng này thì hiện tại Thắng chưa có học những cái gì khác nữa, nói chung là chủ yếu học ở thường thôi, chưa, nhưng mà tới giờ vẫn chưa học hết. Chưa rằng bây giờ mới học hết à? Học thêm nhiều kiến thức nữa. Ok, okay, cảm ơn anh Thắng Mai. Thì anh Thắng Mai có bây giờ tiếp tục là tham chiến với cuộc chơi tiếp thị giá cao. Mục tiêu thì ban đầu mình nói chắc cũng hơi khiêm tốn. Mục tiêu ban đầu trước khi làm cái này, mục tiêu khi chỉ là khi cô giáo đưa ra những giải thưởng mà mục tiêu mình 3.000 đô mình phải làm sao để vượt trên 3.000 đô thôi. Đó là mục tiêu ban đầu của mình. Nhưng mà sau một tháng thì mình sẽ đặt, sau một tháng đầu làm mình đặt cái mục tiêu khác đi, mục tiêu nó to lớn hơn nữa. Và sau một tháng sau thì cái mục tiêu nó lại lớn một chút nữa. Đấy, đấy, và mình cảm thấy là khi mình đặt mục tiêu lớn hơn thì mình hành động nhiều hơn để đạt được kết quả như vậy. Đó là thời gian đầu, nhưng mà thời gian sau này khi mình test sản phẩm nó ok rồi thì mình lại bớt thời gian cho nó. Có nghĩa là bây giờ mình ít rất đụng đấy, kiểu anh lớp bây giờ nói chung là để nó chạy tự động rồi. Khi nào mình muốn test thêm một sản phẩm mới thì mình bắt đầu mới dành thời gian để cho mình lên chiến dịch. Cảm ơn anh Thắng Mai. Có ai muốn hỏi gì nữa không? Còn em một câu hỏi nữa là 3 tháng kiếm được hơn 14.000 thì cái tỷ lệ lợi nhuận của anh là như thế nào? Ok, câu hỏi này hình như mình gặp rất là nhiều bạn hỏi. Trong quá trình mình đo lường thì tùy biến động từng tháng, nhưng bây giờ mình tính trung bình thì bây giờ mình lời chắc cũng tầm trên 40 mấy%. Đó là con số thực tế đang đo lường tổng số chi và tổng số thu. Okay. Đợt trước cũng có ai đó hỏi mà anh chưa đo lường đúng không? Đợt này là đo rồi. Vừa cái điện thoại vừa cái laptop. Từ laptop em không có cái webcam. Right, ok. Hoàng Anh đang làm cũng rất là tốt đó. Tuyệt vời. Dạ, Hoàng Anh tốc độ cũng khá là nhanh. Đang hy vọng Hoàng Anh trong tương lai. Thế hệ tiếp theo. Dạ, bữa nói chuyện với Thắng cũng nhiều ý kiến. Em đang bắt đầu đo lường lại. Mới hôm qua thì bây giờ bắt đầu đo lường lại. À, cái này hỏi cô giáo Hương xí. Ok, cái là nhiều quýt lại cho cô giáo Hương phải không? anh hỏi đi là, ý là anh hỏi về carbon. Thì anh muốn ý là bây giờ muốn tài khoản mới để chạy 2 carbon 200 đô còn sao?